Dạ em Tình, em xin kính chào quý bà con cô bác anh chị. Kính thưa quý cô chú anh chị, hiện tại Tình đang có mặt tại Sóc Trăng. Chiều hôm nay thì Tình có gặp chỗ em Tô đi bán vé số. Em Tô thì trước đây đi làm ở trên Bình Phước, không may bị tai nạn lao động, máy cắt, mất hết một tay. Hoàn cảnh của em Tô rất là thương. Mình có nghe em Tô chia sẻ là em Tô có vợ nay là 50 tuổi và có hai con nhỏ. Tình trạng thì hai người không có làm giấy kết hôn, nên vì vậy hai đứa nhỏ không có đi học. Rồi nghe bà con cô bác hàng xóm chia sẻ là chỗ nhà em Tô chờ mưa dột rất là nhiều. Thì mình cũng có ngỏ ý chỗ em Tô để mà về nhà xem cái hoàn cảnh của em Tô như thế nào. Nếu mà giúp đỡ được gì cho chỗ em Tô thì mình sẽ cố gắng kết nối với quý cô bác anh chị, quý mạnh thường quân để mà giúp đỡ cho em Tô. Thì đây là công việc hàng ngày của em Tô đây bà con cô bác anh chị. Em Tô đạp xe đạp như thế này, đạp đến tận thành phố Sóc Trăng để mà bán vé số về nuôi vợ và nuôi con. Ở tập 1 thì chỗ em Tô có chia sẻ là em Tô không muốn vợ và con mình họ phải lam lũ ngoài đường để mà kiếm tiền, nên vì vậy mọi trọng trách, mọi công việc đều nằm trên đôi vai chỗ em Tô. Thì mình nghe em Tô chia sẻ như vậy, thực sự mình rất thương, rất là trân quý tấm lòng của em Tô, một người đàn ông sống vì gia đình, sống vì con cái. Thì mình mới đi theo về đến nhà đây bà con cô bác chị. Đạp lên không nổi hả Tô? Dạ không. Vì có một tay nên em Tô không làm được những công việc nặng. Việc chạy xe lên dốc cầu như thế này có một tay nên không có kìm lái nổi, nên phải xuống dẫn bộ như vậy bà con cô bác anh chị. Này ta. Lúc sớm ở ngoài chợ thì nghe bà con cô bác anh chị chia sẻ là 2 giờ sáng là chỗ em Tô đạp xe đạp ra tuốt ở ngoài thành phố Sóc Trăng để mà bán vé số ngoài đó. Mình thấy chỗ em Tô rất là siêng năng bà con cô bác anh chị. Cũng mong sau khi mình chia sẻ clip này lên được bà con cô bác anh chị thương yêu chỗ em Tô và giúp đỡ cho em Tô một phần nào. Ở Sóc Trăng những hoàn cảnh khó khăn thì phải đi vô sâu như thế này đó bà con cô bác anh chị. May là chỗ này còn chạy xe máy vô được. Có những hoàn cảnh mà trước đây Tình từng chia sẻ phải lội sình luôn, bỏ dép bỏ giày để mà lội vào tuốt trong sâu ấy, không có đường đi luôn. Ê cua gấp. Ôi may quá may quá. Đường vô nhà em đẹp quá Tô. Dạ. Lúc nãy anh xém đun xuống cầu luôn rồi á. Nó cua dữ lắm. Ở trong này có điện không Tô? Dạ có. Sáng 2 giờ là em đạp xe đường này luôn hả Tô? Dạ 2 giờ em ra đường này. Có sợ ma không? Dạ không. Đạp vài vài cũng sợ ma không Tô? Dạ. Bữa nào anh vô đây sớm sớm anh nhát em bữa cho em dục xe đạp anh chạy luôn. Giờ cũng quen rồi, không có sợ. Sống ở đâu quen đó phải không? Dạ. Cái đường này còn đi vô sâu không Tô? Dạ còn vô sâu kia. Vô tuôn sao quá. Cuối đường luôn á. Ở trong này chắc bà con có bán chị trồng lúa thôi đúng không Tô? Dạ đi trồng lúa. Đâu có trồng cây ăn trái gì hả? Dạ cũng có rau này nọ, rau muống. Bán cũng sống mỗi ngày thôi.
trong này trồng dừa rất là nhiều luôn bà con cô bác anh chị. Không khí trong này rất là thoáng mát. Có tiền mua đất về quê sinh sống yên bình bà con cô bác anh chị. Kiểu như sống ở Sài Gòn không khí ngột ngạt quá, đi về quê thấy cảnh cây cối mát mẻ, tinh thần mình nó sảng khoái rất là nhiều luôn. Tính ra từ nhà em ra chợ xa dữ chứ Tô? Dạ, cũng xa. Phải chạy xe máy không hơn 2 cây số á. Dạ. Tới chợ. Ôm cua gắt gắt không bà con cô bác anh chị. Nãy giờ là xém bàn vô lề mấy lần này. Tới chưa? Nhà nào tốt? Nhà mình đây. Em vô trước đi. Dạ. Mời anh vô. Em đi. Mời anh ngồi. Rồi vợ em đâu? Dạ vợ em ở xa. Dân ơi. Chị Hào á. Rồi chào chị, chào Tô nha. Hôm nay cô tới đây thăm gia đình nhà mình đó. Được bà con cô bác chia sẻ là chỗ gia đình nhà mình gặp khó khăn đó. Rồi hai vợ chồng mình thì cũng có một cái câu chuyện tình khá là đặc biệt đó. Dạ. Thì hôm nay Tô cùng với vợ của mình có nỗi lòng gì cứ chia sẻ cho bà con cô bác anh chị biết nha. Dạ. Dạ em chào chị ạ. Dạ chào. Chị tên gì chị có thể giới thiệu cho bà con cô bác anh chị biết được không ạ? Dạ tên Thu. À chị Thu. Dạ. Chị Thu năm nay nhiêu tuổi rồi chị Thu? 50 rồi. 50? Dạ. Còn chỗ em Tô? Ổng thì 30. 30. Rồi sao hai người quen nhau ly kỳ với chị cho bà con cô bác chị biết được không ạ? Tại đi làm chung á, đi giọng lúa không biết sao ảnh thấy ảnh thấy một lần gì đó ảnh chạy theo luôn. Anh thấy sao chị? Ảnh thấy thương. Mới gặp lần đầu là thấy thương rồi. Dạ. Mà đó hai người đi làm lúa hay sao? Làm lúa. Làm ngày cho anh ta. Dạ, đi dạ. Làm thuê cho anh ta. Dạ. Rồi anh thấy chị. À. Anh thấy chị cái anh chạy theo hả? Dạ, anh có tỏ tình gì không chị Thu? Cũng có chút định gì đó cho hay hay gì đó. chút là sao chị tiết lộ chút xíu được không chị? Anh nói anh nếu mà anh đi theo em thương không? Anh nói vậy. Rồi lúc đó chị có phản hồi gì không? Thì cũng có. Phản hồi sao chia sẻ cho em với bà con có anh chị biết được không? Nếu mà ông lời vậy thì ứng ổng cái gì thương luôn. Ổng à. Mới ngỏ lời cái là thương luôn. Ừ. Rồi lúc hai người quen nhau rồi có bị gia đình cấm cản gì không? Thì bên ảnh thì cũng khó bên để hằng khó làm sao chị khó làm sao bên bà mẹ chồng á bà cũng khó à. Bà không cho gặp. Dạ. Không cho gặp là bằng cái cách nào mà hai người gặp nhau? Tại vì bà thấy bên chị có ba đứa con rồi bà không ứng. À, là trước đó bên chỗ mẹ của em Tô là thấy chị có gia đình có ba con trước đó rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi mẹ của em Tô không đồng ý. Dạ. Rồi có ra sức ngăn cản gì không? Có. Cái đó bà giận ông này chạy theo tôi á, ông cầm cái búa chém ông này. Cái gì? Sao chị? Vậy là mẹ của em Tô lấy cái búa. Đúng rồi. Dưới chỗ em Tô. Rồi lúc đó chị ở đâu? Ở đây. Chị ở đây sao chị biết ở mẹ đây. Của Tô lấy búa dưới Tô ạ? Anh nói thấy anh khóc vậy đó. Sao anh khóc?
mẹ đem cây búa chém anh không gặp em cho gặp em khóc hả chị? Đúng anh rồi. Anh chạy qua đây anh khóc hay sao? Bà anh khóc. Tao gọi. Là mẹ của em Tô lấy búa với em Tô. Dạ. Rồi em Tô chạy qua đây em Tô khóc. Đúng rồi. Khóc với chị hả? Thấy lúc đó em Tô khóc rồi em Tô có nói gì nữa không chị? Anh nói mẹ đem cây búa cho em anh không cho gặp em. Nếu mà em không tin á anh thì đi cho xe cát xác. Đó, đụng gì đó gì vậy chị? Vậy tội nghiệp ảnh mới gặp là nhau chỗ, giờ chỗ Tô bị mẹ dí xong rồi qua đây khóc lóc với chị. Dạ. Nói nếu mà chị không thương Tô là cho xe cán. Đúng rồi. Xe tông luôn. Dạ đúng rồi. Giờ lúc đó chị trả lời sao? Rồi cho ảnh ở đây luôn, gặp nhau luôn. Cho ảnh ở đây luôn. À. Rồi mẹ mẹ chồng có dí qua tới bên này không? Có. Dí qua tới bên này luôn hả? Rồi lúc đó có nói chuyện với bà ngoại á, thỏa thuận nhau mấy bà chấp nhận vậy đó. À thỏa thuận nhau. Dạ. Mà lúc mà em Tô qua đây năn nỉ khóc lóc như vậy lúc đó chị có cảm động không chị? Có. Rồi em không ngờ chỗ em Tô vậy luôn á. Sao sao kỳ với Tô, sao qua đây khóc lóc rồi sống rồi chết gì dữ vậy Tô? Ta không biết tự chế sao. Nhưng mà mới gặp lần đầu đâu có thương dữ vậy đâu Tô. Không biết làm sao thì có duyên với nhau rồi. Vậy luôn. Mà Tô cho anh hỏi là trước đó là Tô đã từng lập gia đình lần nào chưa? Dạ chưa. Còn con trai luôn đó hả? Dạ. Lúc đó không có bạn gái không? Dạ không. Không có bạn gái luôn? Không, phải còn thanh niên. Tại em đi làm rồi gặp bả. À, giờ lúc đó gặp chỗ chị Thu rồi biết chị Thu có gia đình không? Dạ cũng biết. Vợ em thì giải thích cho nghe rồi. Là vợ cũng đã chia sẻ là trước đó vợ có gia đình rồi, và có ba con riêng. Rồi. Nhưng mà lúc đó Tô vẫn tiến đến, vẫn muốn đến với chỗ chị Thu ha. Dạ. Rồi hiện tại tình hình giữa chị Thu với mẹ chồng sao rồi? Bây giờ ổn rồi. Ổn rồi. Rồi chỗ mẹ chồng có tới lui thăm hai vợ chồng không? Dạ có. Rồi bên chỗ mẹ của chị Thu lúc mà biết Tô qua đây năn nỉ rồi sống rồi chết vậy, rồi mẹ bên gia đình chị Thu có nói gì không? Bên gia đình cũng theo y. Theo luôn? Dạ. Rồi cho em hỏi là mấy lúc thí dụ như hai vợ chồng sáng sớm đạp xe toàn ten đi ra chợ mua cá thịt hay là mình mua những cái nhu yếu phẩm đâu đó mình đi ra chợ, bà con cô bác chị có ghẹo không? Có. Thấy ghẹo sao chị Thu? Tôi ơi, đem mẹ đi đâu vậy? Gì vậy? Chở mẹ đi đâu vậy? À, ghẹo gì á? Dạ. Rồi bà con cô bác anh chị ghẹo là nói chỗ Tô chở mẹ đi đâu hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Rồi lúc đó chị có trả lời gì không? Không, cười. Có mắc cỡ không chị? Không, có mắc cỡ. Không mắc cỡ luôn? Không. Rồi có thấy... Cái đó là chồng mình. Có thấy quê quê gì không? Cũng quê quê mà cười, không biết nói sao đâu. Mà chỗ Tô cho anh hỏi nè, anh nói thì thấy Tô còn khá là trẻ luôn á. Mà lúc đó thấy cái là yêu liền luôn hay sao? Đó thì mình có duyên thì mắc nở với nhau vậy đó, thì thấy mặt thì mình thương thì gặp luôn. Chưa thấy gặp luôn. Chứ ít ra người ta cũng phải kiểu như là tìm hiểu rồi hẹn hò rồi các kiểu rồi phải không? Mà mình thấy cái là mình kết mô đơ liền. Kết liền luôn. Dạ thương liền. Rồi lúc mà mẹ của Tô lấy búa mà vác dí Tô chạy vòng vòng vậy đó, Tô có năn nỉ mẹ đâu không? Dạ không, thì bắt bằng đầu thì em lại chỗ vợ em đó thì lại xong rồi thì mẹ kêu về không cho bị lại thì em trả xe cho bả. À, xong rồi bả lấy cái búa rửa. Cái búa rửa rồi mày đi cho luôn, ra em đi theo vợ em tới giờ. Rồi anh em trong gia đình có ai ra sức ngăn cản gì không Tô? Dạ không, em chỉ với bà thôi. À, rồi tôi cho anh hỏi là chỗ hai vợ chồng trước khi mà đến với nhau là có làm đám cưới gì không? Dạ không. Không có kết hôn với nhau? Dạ không. Chỉ về là ở thôi? Dạ, về là ở. Hiện tại là hai vợ chồng được hai bé đúng không? Dạ, được hai bé. Hai bé, còn chỗ chị Thu là được... ba người con riêng. Yeah. Rồi trong quá trình chung sống á, chỗ Tô với ba người con riêng á, có xích mích gì không, có mâu thuẫn gì không? Dạ yeah, không. Sống hòa đồng với nhau. Hòa đồng với nhau.
Hiện tại chị Thu có đi làm công việc gì không hả chị Thu? Dạ không, tới tới vụ dọn lúa vậy nè thì đi dọn vậy. Ừ. Làm mướn. Rồi quá trình mà tôi đi làm trên Bình Phước bị tai nạn như vậy đó, mất hết một cái cánh tay đó, cái quá trình đó chị có đi cùng với tôi không hay là chị ở quê? Đi luôn á, đi chăm chồng ở bệnh viện luôn. À. Rồi lúc tôi bị máy cắt mất một cánh tay vậy rồi lúc đó chị là người chăm sóc hay sao? Dạ, đúng rồi. Rồi chủ người ta cũng ta cho tiền nằm giường thôi. Còn tiền dư, tiền về vậy đó, mình thì mình lo về. Rồi trong quá trình chung sống với nhau ở chỗ tôi có bao giờ ăn hiếp chị Thu không? Không. Có bao giờ giống như là hai vợ chồng gây gỗ rồi đánh nhau không? Cùng gây chút định mà không mấy gì hiếp nhiều. Dạ. Chị Thu có giấu tuổi tụi em không chứ em thấy chị Thu không phải 50 đâu. Không. Không phải đâu, chị Thu trẻ lắm á. Trẻ. Cái mình nhìn thấy còn trẻ thiệt á. Không phải 50 đâu. Nè nhỏ em đây nè, người ta nói chị tôi không á. Tôi là em nó. À. Không biết. Chị nhớ chị sinh năm mấy không? Không biết, chữ không mấy gì nhớ nữa. À, chị biết 50 tuổi thôi. Dạ. Tại đi con chơi, mình che sổ. Không biết chữ hết hai vợ chồng. À, hai vợ chồng không biết dạ. Chữ hết. Hình như là hai vợ chồng mình cũng không có làm tiếng Việt lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà chị chắc là 50 không ấy chứ, em thấy nghi ngờ dạ, lắm nha, không phải 50 đâu, trẻ lắm luôn á. Thì giấy tờ 50 thì nói 50, không biết. Năm sinh mây nữa. Không biết chữ. Chỗ em tô với chị có hai bé lớn nhất năm nay nhiêu tuổi rồi à? Bên ổng à con... Ờ hai người con á. Con lớn nhất nhiêu tuổi rồi? À 7 rồi, vô 7 tuổi. Con lớn nhất của chị với chỗ tô là 7 tuổi. Dạ. Rồi đứa nhỏ nhiêu tuổi? Đứa nhỏ 3 tuổi. 3 tuổi. Dạ. Rồi hai vợ chồng có định có thêm vài bé nữa không? Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Thấy con trẻ mà. Nghỉ. Thấy ổng còn con một canh nè. Sợ nuôi không nổi. À, còn có một cánh nào phải không? Hai cánh là đẻ nữa đúng không? À, hai cánh hay đẻ nữa. Rồi chỗ Tô có thường hay dắt vợ về bên mẹ của mình chơi không? Có. Nhà gần đây không Tô? Cũng gần đây. À. Rồi khu vực xung quanh đây chắc là họ hàng nhà của chị Thu không đúng không? Dạ, bà con. À. Rồi hàng ngày tôi đi bán vé số vậy là đủ gia đình mình trang trải cuộc sống hàng ngày không chị Thu? Dạ không mấy gì đủ. Ông làm quan ơn à, bán nhiều thì 100, 200, hơn 200 vậy đó. Rồi tháng mưa vậy á, không mấy gì bán được. Bán không hết vậy thì còn nhiêu thì ôm, còn nhiêu thì mình ôm á. Ừ. Dạ, tháng mưa bán hết. Thế có bao giờ ôm nhiều không thưa chị? Ôm vài tờ. Ôm vài tờ. Rồi mấy đứa nhỏ nhà đâu có cho nó đi học gì đâu hả chị? Không, chưa làm giấy tờ cho nó. Do hai vợ chồng không làm giấy kết hôn nên không có làm giấy khai sinh được đúng không? Dạ, chưa làm được. Chị Thu cho em hỏi, trước đó chỗ chị Thu với chồng chị Thu á, lúc khoảng thời gian chung sống với nhau á, có mâu thuẫn gì không mà hai người chia tay chị Thu? Ổng trước thì ổng uống rượu rồi say xỉn rồi đập đồ này kia rồi có vợ bé nữa, chịu không nổi. À, là chồng chị có vợ bé hả? Dạ, đúng rồi. Sao chị biết có vợ bé? Biết. Có bắt gặp giáp, chưa? Ừ, giáp mặt luôn. Giáp mặt luôn. Rồi phát hiện ổng có vợ bé. Dạ. Thì chạy bỏ ổng luôn. Tới giờ luôn. Rồi giờ ba người con riêng của chị, đứa lớn nhất nay nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn nhất là 20 rồi. 20. Rồi hai đứa còn lại? Hai đứa còn lại? À, 18. Mới cưới hồi Tết rồi nè. Rồi còn đứa kia đó nữa là 13. 13. Con trai. Dạ. À, hai đứa lập hai gia đình. Hai đứa rồi. Ra, dạ. Sinh sống gần đây không chị? Gần đi. Ừ. Dạ. Rồi đi làm công việc gì? Nó đi lột tép. Đi lột ăn ngày á. Ờ. Dạ. Rồi chỗ hai vợ chồng sao không làm giấy kết hôn? Tại vì chưa làm xong xuôi với ông kia, ông kia không chịu ly dị. Là sao em chưa hiểu ạ? Chồng trước á, ông không chịu ly dị với chị.
À không chịu ly dị. Dạ. Rồi bởi vậy làm giấy kết hôn không có được. Dạ. Mà không chịu ly dị là sao, ảnh ảnh còn thương chị hay sao? Không, cái đó không biết nữa. Bây giờ anh có gia đình chưa? Không. Lang thang gì đi gặp nhò này nhò kia gì đó. Có nghe bà con cô bác gần đây chia sẻ là chỗ chồng chị thỉnh thoảng qua đây nhậu rồi chửi bới nữa đúng không? Lâu lâu gì tới Tết tới gì đó lại thăm con gì đó. Lâu lâu lại lần. Ờ. À. Lại rồi nhậu xỉn chửi hả? À, đúng. Chửi rồi. Là chửi chị hay chửi chỗ tô? Chửi chị không à. À. Chửi sao chị? Chửi mày 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 đừng quanh con tao cái gì vậy đó. À. Cái chừng tao biết tao chém mày chết mẹ mày cái gì vậy? Có gũ hả? À. Nhưng mà chị nhà chị có đánh con không? Giận thì chửi không à, không không từng đánh nó. Ừ. Ba đứa. Vậy vậy là ảnh cũng thương mấy bé ở nhà đúng không? Ừ, ổng cũng thương. Thấy hai vợ chồng sao thấy thấy buồn buồn sao ta? Hay hay là run sợ vậy? Run sợ. Tại kiểu như là thấy ngại ngại sao đúng không chung? Thấy ngại ngại sao á? Không được tự nhiên cho lắm à. Ừ. Sáng giờ có gây lộn không? Dạ. Anh đi bán vé số mới về. Ừ. Tại nó hơi nắng nắng. Hơi nắng. Tâm trạng. À. Chứ thấy kiểu như là hình như là giận hờn nhau hay sao ấy. Có, là, không có. Thấy tình cảm nó không có mặn nồng. Hôn hôn cái đi mới tin chứ không không mấy không mấy ai tin đâu đúng không? Chứ nói ai nói cũng được, thấy mặt mạnh 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 ai nó ngó qua bên hay sao á, có giận nhau đúng không? Dạ không. Hôn hôn cái thì mới tin đúng không? Chứ nói vậy ai tin được. Hôn hôn cái chị Thu. Hồi trước giờ hai vợ chồng có bao giờ tỏ tình với nhau hôn nộn vậy rồi không? Có hả chị? Lúc mới quen hay sao hay là cũng mọi ngày vậy đó, ông đi ban vậy hay hay vui trong mình vậy á, ông lại ông lan lan hung miệng. Nghĩa là bán mấy số bị mệt cái là hung miệng. Đúng rồi. Là chỗ em Tô hung chị hay là chị hung em Tô? Ông hung chị. Ông Tô này em thấy kiểu như là thấy ông thương vợ lắm, đi làm đâu mệt. Mệt, cùng mệt ra lại tới nhà là hung vợ. Con nghe, con nghe, mấy gì hung, hung vợ. Nghe chị Thu chia sẻ là mẹ đuổi đi qua đây nằm khóc lóc bên này năn nỉ. Nếu mà em không thương anh rồi xe tông là thấy cái gu của em Tô là thấy cũng... Mà nghe. Tô cho anh hỏi là sao... Anh thấy ở ngoài đường á, kiểu như là người ta đem con nhỏ của mình á đi bán vé số chung á thì sẽ bán được nhiều vé số á. Dạ. Hoặc là mình đưa con nhỏ của mình đưa ra đường mà kiểu giống như xin tiền á thì sẽ được nhiều tiền ấy. Dạ. Sao Tô không chở con mình đi bán mà? Dạ là thành ra thì em không cho con em giống em thì chứ nó ở nhà thì cũng có ăn học này nọ giống ta, thì không cho con mình giống mình giống với con ta, nó tạp và đường nó cực khổ trong mình. Nghĩa là Tô thương mấy đứa nhỏ, không muốn mấy đứa nhỏ nó đi ra đường nó bưng chải giống như Tô. Dạ. Dạ không, không từng đem đi theo, sợ xe cộ gì đó giống như ổng vậy á. À. Tuổi nhiều con rồi. Chỗ chị nè, sao không đi làm hỗ trợ chỗ em Tô? Chị á, sao không đi làm phụ em Tô? À, tại bỏ nó không được, không ai giữ. À. Sợ nó giọt nước giọt gì á, nó con nhỏ. Rồi giờ là chị chỉ ở nhà trông con vậy thôi. Dạ. Tới mùa thì... Tới mùa lúa vậy thì dậm xong rồi. Dạ. Gửi mấy cái nhỏ dạ. đi dậm. Dạ. Đi dậm lúa vậy ngày được nhiêu tiền chị? Ngày 200. Ngày 200. Mà dạ. Tới mùa mới có việc làm đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi nhà hai vợ chồng có ruộng đất gì không? Không. Có trồng lúa gì không? Không. Đi làm mương không à? À. Mẹ cũng vậy luôn, mẹ 72 tuổi, bà hồi hôm á, bà đi làm mương cho anh ta luôn. Vậy là hai vợ chồng chỉ có cái gia đình nhà này thôi ấy hả? Dạ, có nhà. Mà em thấy cái kiểu nhà mình thấy không? Cái này là cái truyền thống của người Khmer em luôn hay sao? Tại em thấy nhà tre á, nhà tre mà sao thấy
mình xây dựng á, mình toàn là cột dây ni lông đen không vậy chị? Dạ. Mình không lấy kẽm hay đóng hay sao? Không. Cái này đóng đỉnh rồi mới cột cái dây đen lại cho nó cứng chắc, hơn. Chắc là. Sao mình không lấy kẽm mình cột nó cứng hơn dây đen này, nó lâu ngày nó cũng mục chứ hả? Nó không. Kẽm nó ma mục hơn cái dây đen. Cái dây đen nó ở trong mát nó cứng hơn. Rồi chị Thu cho em hỏi là đất này là của mình luôn hay là mình ở đậu của người ta thưa chị Thu? Dạ, đất này đất của mình luôn. Đất của chị luôn. Dạ. Này là của cha mẹ để lại hay sao? Cha mẹ để lại cho. Dạ. Rồi em thấy cái nền đất nhà mình á, cái này là mình gọt giũa hay sao em thấy láng dữ vậy chị? Nè. Này bơm sình lên. Bơm sình lên rồi mình có gọt lại không? Dạ có. Có. Rồi trời mưa nó lầy lội không? Có. Chỗ trời mưa thì nó hơi ướt vậy. Ướt. Ngập. Dạ. Rồi ở đây mình xài điện nước sao? Xài tô. Điện nước mình vô á. Người ăn ký. Ăn ký là sao anh không biết? Là mình xài cây nước hay là mình xài nước không tên ấy? Nước lọc mình vô á. À ở đây có nước không tên vô tới đây luôn hả? Dạ, dạ. Ủa trong sông vậy mà có nước không tên này? Có hết. Vô luôn. Rồi điện, mình xài điện năng lượng mặt trời hay là mình điện mình câu ngoài cao thế vô? Thì mình câu thôi. Cao thế vô. À. Ở trong này điện nhiêu ký? Dễ lừa lứ cái gì? Cũng tháng gì cũng chấm mấy hơn trăm. Trăm mấy hai trăm, rồi nước nhiêu nữa? Nước thì cũng trăm hơn trăm luôn. Ừ. Mình ăn thôi mình xài ít xài nhiều. Rồi chỗ hai vợ chồng hồi xưa không có làm đám cưới, giờ muốn làm đám cưới không? Sao vậy? Sao vậy Tô? Giờ hay chồng đám cưới còn kịp mà. Đám cưới xong làm giấy kết hôn cho mấy đứa nhỏ nó có giấy khai sinh nó đăng ký đến trường nó học chứ. Thì hai vợ chồng thì mình gặp rồi là rồi thì mình cưới lại nữa thì mình cũng hơi mắc cỡ người ta. Mắc cỡ gì Tô? Tô còn gì nữa đâu mắc cỡ. Hồi xưa qua đây nằm khóc lóc lăn lộn mà mắc cỡ. Giờ còn gì nữa đâu mắc cỡ. Hai đứa con mà mắc cỡ. Chị Thu chứ đi ra đường chỉ bị cô bác anh chị ở ngoài chợ ghẹo cháu mẹ đi đâu chỉ không mắc cỡ. Tô mắc cỡ cái gì? Rồi chỗ chị Thu nhà đông anh chị em không chị Thu? Chín người chị em. Chín anh chị em? Chị Thu là thứ mấy trong gia đình? Thứ sáu. À. Chị Thu có cái bí quyết gì để mà làm cho mình trẻ đẹp như vậy không chị Thu? Bí quyết sao? Có cái bí quyết gì kem hay là cái gì không? Chứ sao mình chạy trước mình sao mình trẻ quá vậy? Có sức kem tại mình tuổi già rồi sức. Cho đẹp cho ông. Gì cho chồng đưa. Bây giờ đấy nha. Không sao, không thể nào mà ở trong một cái vùng quê mà chú trắng trẻ như vậy được. Có, vợ gì thấy trẻ. Hồi đó nam dữ lắm, đi làm mươn phơi nắng á. Bây giờ sửa lại. Là sức em là chị tự sức ngay chỗ Tô kêu chị sức kìa. Ảnh mua cho sức luôn. Trời đất ơi. Cái này căng à. Thiệt á, nói thiệt á, nếu hết vậy ảnh mua cho luôn. Là Tô mua kem cho chị sức. Ừ, đúng rồi. Thấy kem đó là kem gì vậy Tô? Để cho bà con cô bác anh chị, bà phụ nữ á, có thể, nếu là nam thì mua tặng vợ, còn nếu là nữ thì mua sử dụng để cho có cái làn da trắng đẹp như vậy chứ. Em cũng hỏi người ta vậy đấy. Ừ. Biết hiểu gì không? Dạ không. Không biết. Không biết chữ. Ừ. Nghe hỏi người ta thì đưa sao thì người ta đưa cho mình vậy? Đem cái hộp cho ổng gì đó cho ổng dùng mua dùng sao mua kem sức cho vợ vậy Tô? Thì thấy người ta trong xóm vợ người ta cũng hơi trắng thì đẹp cũng cho vợ mình cũng thấy giống người ta. Ý là thấy vợ mình đen hơn những cô gái trong xóm là cái mua kem cho vợ mình sức cho vợ mình trắng đẹp ra. Dạ. Ừ, ví dụ như vợ đẹp quá mốt có ông khác không tới ông hốt rồi sao? Không có sợ không? Dạ không. Sao hả ông? Dạ. Mặt này nghi lắm nè. Nghi lắm á. Bây giờ mà có ông nào hốt cái là chắc tới công chuyện với Tô luôn á. Đúng không Tô? Rồi chị Thu cho em hỏi là mấy lúc Tô đi bán vé số như là thức dậy sớm đi bán ở ngoài thành phố Sóc Trăng á, thức dậy hai ba giờ sáng đi sớm á. Rồi Tô đi bán ngoài đường vậy, có bao giờ sợ Tô có người bên ngoài ghen không? Chị Thu ghen không? Không. Biết chồng là chọn chị nhất rồi. À, tin tưởng đúng không? Tin tưởng ông nhất. Rồi thí dụ như nghe người ta đồn ông có bồ nhí ngoài rồi sao? Cũng không ghen luôn.
mấy người nó không ghen mới ghê đúng không các bạn? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy người mà không ghen mới ghê á. Không ghen nhưng mà trong lòng người khác á. Có đâu. Nghi lắm, nghi lắm. Không có đâu. Còn ngược lại anh Tố thì sao? Dạ thì em thì bình thường, thì không có ghen gỗi gì hết. Thì không, hay là nhiều khi đi bán xa quá lâu lâu về gình vợ ở nhà coi có đàn ông lạ gì không? Dạ không, không. Không. Còn em thì bán tối ngày vô nhà gì thôi, cái đòi hỏi vợ gì hết. Nhưng mà không biết giữa hai anh chị đó thì trên là tuổi tác vậy đó thì dạ. Hiện tại trong căn nhà của mình ai là người cầm quyền vậy? Dạ, là... Chờ em. Ai? Ai cầm quyền? Vợ em. À, vợ này vợ nắm hết đúng không? Dạ. Đi bán về có cống nạp chiến lợi phẩm cho vợ không hay là giữ riêng? Thì cho vợ. Đưa vợ giữ tiền hết luôn. Dạ. Chị vợ giữ tiền cũng lo cho con gái trong nhà này nọ. Chỗ chị Thu biết chạy xe máy không? Không. Rồi chỗ Tô biết chạy xe máy không? Dạ em biết. Biết à, ổng thì ổng biết. Tôi không. Biết thì chạy xe máy thì mất hết bên đây rồi. Rồi thí dụ như mỗi lần mình đi chợ mình đi bằng cái gì ra ngoài chợ? Em đi bằng xe đạp. Đi xe đạp? Dạ. Mà từ lúc ngoài đầu đường vô đây á, dạ. Anh thấy đi qua cô rồi ổ gà gặp kình như vậy á, dạ. Rồi có con tay đạp làm sao chở vợ tới chợ được hay vậy? Chợ được thì tới cầu thì đẩy xuống, ba cầu rồi đi tiếp. Ngoài sau có ôm không chị? Có, sợ té, ổng có một bên, ổng thăng được. Đó chắc ngồi em cứ ngắt luôn đúng không? À. Chà, hai vợ chồng đi ra chợ chắc bà con ngoài chợ xôn xao dữ à. Tại vì ở ngoài chợ á, ai ai cũng kêu chỗ Tô á là cái gì quên này Tô? Dương quá. Kêu Dương quá. Dương quá, còn chỗ chị nhà là kêu cô Long nuôi con. Cô Long nuôi con. Đi ra chợ là nó xôn xao á, qua ngoài chợ ai ai cũng kêu là Dương quá không à? Dạ, qua rồi nhà chợ thì... Khi thì em nói em tin tôi ai có biết rồi, không có biết. Tên em mà ai không có biết. Khi vừa mới đặt chân đến đây thì anh cũng được quý chị bà con cô bác giới thiệu là chỗ em Tô á, yeah. Hát rất là hay á. Thì không biết hai vợ chồng có ngại khi mà hát tặng cho quý chị bà con cô bác một ca khúc nào đó ngắn được không? Dạ yeah, được. Sở trường của Tô là hát cái gì, nhạc gì Tô? Hồn lỡ xa vào. Sao? Hồn lỡ xa vào. Hồn lỡ xa vào. Dạ yeah. Vâng, và sau đây chỗ em Tô, yeah. U30. Dạ. Cùng với vợ của mình là chị Thu, U50 sẽ gửi tặng cho bà con cô bác anh chị một ca khúc, dạ. Mang tên Hồn lỡ xa vào, dạ. Rồi bắt đầu nha Tô. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên xem, thầm ước sân nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, lươn phá mối trườn mưa lối. Đại lắm không chàng tay trắng tay, vừa đông ngày xó lùa vai gầy, lòng vắng xương người sống khét hiu, khá cao ngàn nghìn yêu, chỉ thôi mơ ước chi nhiều. Chị nghĩ sao? Quá hay Tô ơi. Xa hết đúng. Nhưng mà kiểu như là anh thấy Tô muốn biểu hiện một cái gì đó. Nhưng mà do mình bị thiếu phải không? Dạ. Mình bị thiếu bất một cánh đúng không? Dạ. Mình không làm được mà sao thấy chị Thu ngồi kiểu như là như pho tượng ấy, ngồi chán vô cùng luôn, ngồi re. Lúc chồng ấy cũng phải ngồi say quá người ta ôm rồi chứ ông chồng cũng có một cánh vậy sao? Đúng không? Tại vì em cũng biết bài đó sao nào. Nhưng mà chị phải cả. Chị phải nhìn mình liếc mắt mình nhìn qua cái kiểu như là Tô muốn truyền một cái đôi tay nữa mà bảo vệ chỗ chị Thu, mà thấy chị Thu ngồi giống như pho tượng trong khi đó mình có một cánh bất lực. Ôm hôn cái đi chứ gì đâu. Không, em thấy hả? Chỗ anh hát gì đâu gồng, yeah. Gồng mà gồng đổ mặt luôn á. Người ta dựa cái vai qua luôn mà thấy chị kiểu như ngồi như pho tượng, kiểu như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thôi hôn cái đi rồi okay. Em đi cho quà em về chứ cũng tối rồi. Ôi ơi trời. Mướt không các bạn? Mướt quá. Dạ hôm nay có xuống đây thăm chỗ gia đình của mình đó, yeah. Thì thấy
hoàn cảnh của gia đình mình thì cũng rất là khó khăn. Đặc biệt là chỗ em Tô rất là giỏi, rất là siêng năng. Mưa nắng gì em Tô cũng đi bán vé số để mà kiếm tiền về nuôi mấy đứa nhỏ nè. Thì hôm nay em đến đây thăm gia đình đó, có mua một ít quà của cô chú Mạnh Thường Quân. Thì ở đây có phần tiền của chú Sang ở Vĩnh Long. Thì hôm trước chú Sang có gửi cho con là 1.6 triệu, con có mua cho chỗ chú Sang sống ở trong lùm cây ở Kiên Giang á là 700.000 tiền quà. Và con cô bác chị chưa xem clip đó thì có thể xem lại clip cũ của mình. Thì 1.6 triệu con mua 700.000 đó là còn lại 900.000, thì con thêm phần tiền chỗ cô Nga 1.1 triệu nữa là 2 triệu. Thì hồi sớm con có ghé chợ con mua gạo với mì với chỗ nước mắm đâu nè. Đây đây gia đình mình mở mở cái này ra đi. Tại hồi sớm nhờ bà con cô bán chị đi mua giùm á. Mà chiên xanh, chiên xanh. Ôi đông dữ vậy hả? Chiên nước, chiên nước. À phước. Nha bà chơi. Phước. Ổn. Chiên kẹo. Rồi chia chia cho mấy đứa nhỏ đi, chia sữa đi. Chia sữa nãy mới rồi đó. Chiên lên. Ôi đông dữ vậy hả? Cái này. Này là cháo. Cháo, cháo hả? Dạ. Rồi rồi phát đi, phát đi. Uống sữa quá trời ơi. Ủa nãy mới uống rồi mà. Ừ, nãy xén hộp trước đúng không? Ừ, sữa hay xén nón để xén nón. Rồi thôi phát hết đi. Ôi ngọt hay nhộng. Trời ơi, châu. Sữa để nói. Châu hay rồi giận luôn. Giận luôn. Hình như còn sữa hay gì mà phải không? Còn. Lấy cho hộp sữa đi để la hét nữa nha. Uống ảo vẫn là bạc quỳnh á. Hồi nãy mới uống hộp rồi đúng không chị? À. Đúng rồi, uống rồi. Ủa ở gia đình của mình không không có mua sữa cho mấy đứa nhỏ hay sao? Không. Thì chị thấy sữa. Không à. Thấy sữa mừng ấy à. À. Sữa mừng quá. Rồi còn không? Phát hết luôn đi. Phát hết, tối có gì uống liên tục luôn nè. À. Uống không có. Mấy bé này nè. Cháu mà đúng không? Ừ, cháu đi. Cháu không. Uống ra có giờ dắt á. Thấy không? Thầm ơi, thầm ơi, ả à, lướn, ả à. Ủa sao không ai cảm ơn vậy ta, lấy đồ đi xong cái đi giáo luôn đi. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Con cảm ơn gì, cảm ơn cô gì vậy? Thì ở đây mình có mua một bao gạo này là 25kg với chỗ mì, nước mắm, dầu ăn, nước tương với đường với muối. Tổng số tiền mình mua là 619.000. Anh với chị ngồi đi. Mình mua tất cả nhu yếu phẩm là 619.000. Thì mình chích phần tiền của cô Nga là 1.1 triệu, phần tiền của chú Sang ở Vĩnh Long là 900.000, thì còn lại là 1.381.000. Thì em xin trao cái phần tiền mặt lại cho gia đình mình. Em xin trao phần tiền 1.381.000. Anh kiểm tra lại giúp em. Kiểm tra tiền. Mà chị đếm tiền đi. Ta xuống 300. Tổng cộng số quà đó là 2 triệu. Dạ. 1.381.000, phần quà là 619.000. Mình mua bao gạo này 25kg rồi nha bà con cô bác chị. 25kg. Dạ, cảm ơn người chú Sang. Chú Sang. Với chỗ cô Nga. Cô Nga xin cảm ơn nhiều giúp đỡ gia đình. Tôi khó khăn. Khó khăn. Rồi chỗ gia đình mình nó xài điện là mình câu ở nhà hàng xóm hay sao? Không, vô điện luôn. Dạ, vô điện. Ở đây xài điện một tháng mất bao nhiêu tiền thôi chị? Một tháng 150, 160 gì đó. Dạ. Rồi nước là mình xài cây nước hay là mình xài nước không tên? Cái nước mình vô luôn. Tốn tiền á. Rồi. Một tháng gì hơn 100.000 gì đó. Dạ. Rồi em thấy cái nền nhà của mình nè. Cái này là mình bơm sình lên hay sao? Bơm xình lên. Dạ. Nhưng mà mình có làm cho nó láng được không? Mình thấy nó bằng phẳng ha. Ông lấy cái băng ông. Vậy nó sụt sụt nó. Nè, dạ. Tự làm tự gánh. À. Rồi thì chỗ hai vợ chồng mình đâu có xe máy hả? Đi xe đạp miết vậy thôi hả? Xe đạp. Rồi mỗi lần đi chợ đạp từ đây ra ngoài. Đúng rồi, ông chờ đi chợ. Ông chở chị đi hả? À. Đi bằng chiếc xe đạp. Tôi thì không biết đạp, không biết chạy máy gì hết á, ông chờ hết. Chị không biết đạp xe đạp luôn hả? Không. Rồi chiếc xe đạp đó sao đèo nhau ra tới ngoài chợ nổi vậy? Hay vậy trời. Ông quen, ông đi bán đó, ông quen, ông chợ được. Em thấy xa dữ lắm luôn á. Dạ, tụi nó ra chợ xa mấy cây á. Rồi cộng thêm với chỗ việc em Tô có một tay à. Dạ. Có khi nào chở đụng xuống sông không? Không. Con đừng phá con.
Tố kẹo, ừ tố kẹo thôi á, tố kẹo á. Chỗ mấy bé này tới tuổi đi học mẫu giáo rồi nè, mà không cho đi học á. Chưa làm giấy tờ. Chị nhà chị có dạy mấy bé không chị? Có dạy không? Có dạy mấy bé không? Không. Chị không dạy, bởi vậy em thấy lì quá chừng lì luôn á. La, không nghe nữa. Tớ 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 kẹo á, tớ đâu? Tớ đâu? Ôi, ôi, ôi. Không, cái vấn đề mình phải nuôi dạy mấy bé, nuôi từ lúc nhỏ để lớn lên lì á. Ừ, tớ đâu giờ? Nãy mấy bé này hình như là mình nói không có nghe luôn, không có tiếp thu gì mà nó mình nói. Không phải không hiểu mà mình nói đàn làm này quá, không giống như là mình phải dạy dỗ con cái của mình để cho nó vào một cái quỹ đạo để mai này lớn lên nó không bị hình thành cái thói hư tật xấu. Còn cứ buông thả như vậy sau này lớn lên đi chơi với bạn bè nó giao du rồi bắt đầu nó đâm ra những cái xấu nữa. Tại vì nãy giờ em ngồi đây em quan sát em thấy mấy bé nó kiểu như là nó bất cần vậy, nó nói nó không nghe gì luôn ấy. Chị nhà chị phải dạy thêm cho mấy bé chứ, để nó vậy muốn lớn lên nó mình dạy không nổi, lớn lên là dạy không nổi. Dạ thì hôm nay có đến đây thăm gia đình chỗ em Tô và chỗ chị Thu á, thì thấy cuộc sống gia đình cũng rất là khó khăn, cũng mong sao bà con cô bác anh chị quan tâm về chỗ cuộc sống của em Tô và chỗ chị Thu. Thì hôm nay mình đến đây mình trao phần quà là 2 triệu, số tiền của cô Nga là 1.100.000, chỗ tiền chú Sang ở Vĩnh Long là 900.000. Mình xin chia sẻ lại cho bà con cô bác anh chị nắm bắt thông tin cho kịp ạ. Hôm trước thì mình có nhận chỗ chú Sang là 1.600.000, mình có mua 700.000 gạo rồi tiền mặt mình gửi cho chú Sang sống trong lùm cây là 700.000, còn 900 mình đập thêm tiền của Nga là 2 triệu. Thì mình mua nhu yếu phẩm này là 619.000, thì mình vừa mới trao 1.381.000 cho chỗ gia đình á. Thì gia đình có đôi lời gì gửi đến quý bà con cô bác anh chị không? Nãy nghe em Tô chia sẻ là mong muốn có gì đó, em Tô nói đi em Tô. Em mong muốn gì? Em cũng muốn có nhà cho vợ con ở. Nhà là nhà như thế nào em Tô? Nhà bình thường thôi. Ý là muốn sửa lại như thế nào á? Để bà con cô bác anh chị ai có khả năng thì giúp đỡ cho em. Cắt lại dành cho dọt cho con cái. Vậy là nhà của mình trời mưa nó dột hả Tô? Trời mưa nó dột. Với chỗ cái nền anh thấy nền còn đất, anh nghĩ trời mưa chắc nó ướt ướt nó chèm chèm. Đường này lấp 2 lần rồi đó mới được vậy á. Lần trước thì ngập. Ngập hả chị? Ở đây trời mưa ngập hả? Sao ngập hết? Dạ cũng trễ rồi, thôi mình xin dừng clip tại đây. Mình chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình có thật nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh, hãy like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị ạ. Chào gia đình nhà mình nha. Chị nhớ dạy là mấy đứa nhỏ cho nó ngoan chút xíu. Em thấy kiểu như là chị nhà chị không có dạy nó luôn á. Không có thời gian dạy nữa. Em thấy em Tô đi bán vé số mà chị nhà có làm công việc gì thêm không mà không có thời gian dạy? Không, cái này em nói thiệt á. Tại vì nó còn quá nhỏ nhưng mà nó đã lì như vậy rồi, mai mốt lớn lên dạy dạy không nổi đâu. Phải dạy từ lúc nhỏ cho đến lớn chứ, để mốt dạy không nổi đâu. Mau hư lắm. Trẻ em mà thấy cái gì ngoài đường là mắt trước nó theo mà mốt nó hư ấy.